Hello, xin chào ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Social TV. Tiếp nối trong video ngày hôm nay thì Social sẽ cập nhật thêm một số thông tin mới nữa nha mọi người. Như mọi người cũng biết trước đó thì Sắc Long cũng chia sẻ là em ấy sẽ đi về quê để tham gia chương trình ngày hội quê hương 2, lễ hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam. Mới đây thì Sắc Long chia sẻ về tới nhà cảm giác rất yên bình luôn nè cả nhà ơi. Con Rắc Long chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ nha. Và hẹn gặp lại cả nhà mình tối nay trong đêm nhạc ngày hội quê hương 2, lễ hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam tại trung tâm thương mại Núi Sam, thành phố Châu Đốc, An Giang. Vậy là Rắc Long đã về đến quê hương của mình ở tại thành phố Châu Đốc, An Giang và tối đêm nay sẽ cùng tham gia với các cô chú anh nghệ sĩ trong chương trình ngày hội quê hương 2. Đây là một cái chương trình cũng diễn ra thường niên và việc Sắc Long được trở về nơi mình được sinh ra rồi hát phục vụ ở tại quê mình. Phải nói Sắc Long rất là vui và trước đó một đêm thì cũng đang thao thức muốn tranh thủ trở về quê nhà. Mới sáng hôm nay thì Sắc Long cũng vừa có một cái buổi livestream về khung cảnh tổng duyệt chạy chương trình để tối nay các bạn diễn trong chương trình diễn ra, và mọi người có thể vào trang fanpage của Sắc Long để xem lại cái buổi trực tiếp của Sắc Long nhé. Rất nhiều những bình luận của fan hâm mộ để lại dưới bài đăng của Sắc Long. Chúc cho đêm diễn của con thành công nè, chúc em về quê nhiều năng lượng để tiếp tục con đường ca hát. Mọi người cũng có hỏi thăm là không thấy Tuyết Nhung đi cùng với ca sĩ trẻ Sắc Long, nhưng mà đêm nhạc tối đêm nay thì chỉ có Sắc Long tham gia thôi nha mọi người. Tuyết Nhung sẽ cùng tham gia vào cái chương trình phụng cúng bà Chúa Xứ Núi Sam vào ngày 4 và 5 tháng 6 nhé mọi người. Còn riêng Sắc Long tối đêm nay ngày 29 tháng 5 thì em ấy được tham gia vào cái chương trình ngày hội quê hương 2. Trong chương trình này thì có rất nhiều các ca nghệ sĩ nổi tiếng khác, nên tổng là Rắc Long sẽ được tham gia 3 đêm nhạc diễn ra tại quê hương của Rắc Long nhé mọi người. Trở lại với thông tin mới nhất của Tuyết Nhung, mình xin trở lại cái câu chuyện mà có một bạn nào đó đã nhắn tin cho Tuyết Nhung muốn mua lại kênh YouTube của Tuyết Nhung, và Tuyết Nhung cũng đã thẳng thừng trả lời là kênh của Tuyết Nhung đang xây dựng, đang dày công cũng như là đang cố gắng phát triển từng ngày, thì chắc chắn là Tuyết Nhung không bao giờ bán đi đứa con tinh thần của mình để mà lấy tiền. Và khi mà mình đưa cái thông tin đó ra theo những cái gì Tuyết Nhung chia sẻ trên trang fanpage của Tuyết Nhung thì rất nhiều fan hâm mộ cũng đã hiểu được vấn đề này, cũng đã thương Tuyết Nhung rất là nhiều, và cũng có một số người nói rằng cái giá mà Tuyết Nhung đưa ra để đề cập đến cái bạn mà mua kênh của mình là một cái ảo tưởng. Vấn đề ở đây đó chính là không phải tiền bạc mọi người ơi, đó chính là sự chăm chút dày công phát triển một cái kênh mà coi như là đứa con tinh thần. Đó là cầu nối của mình cùng với fan hâm mộ, với khán giả của mình, thì làm sao Tuyết Nhung có thể bán được, phải không mọi người? Tuy là em ấy kêu giá là 100 triệu, chẳng qua giá đó là để Tuyết Nhung chặn đứng cái bạn kia không có ý định vào nhắn tin mua kênh của Tuyết Nhung nữa mà thôi. Thực ra cái kênh của Tuyết Nhung bây giờ đối với Tuyết Nhung đó là vô giá. Mọi người biết sao không? Tại vì khi mà xây dựng một kênh đã có lượt follow cũng như có lượt view, và trên kênh đó thì rất nhiều những cái sản phẩm âm nhạc tâm huyết của mình đã dày công tốn rất nhiều công sức tiền bạc để mà có được. Đây chính là một cái của cải vô giá đối với Tuyết Nhung, mà thật nhiều fan hâm mộ hiểu được điều này nên cũng hy vọng là Tuyết Nhung không phải trong tương lai không phải gặp những vấn đề bức xúc như vậy. Thì thông thường trên kênh YouTube, mỗi khi rất nhiều những cái nhà sáng tạo, chủ kênh sau khi đã lập kênh rồi một thời gian, người ta chán nản thì người ta sẽ nhượng quyền sở hữu lại cho người khác, tức là bán kênh đó mọi người. Cái đó là tùy theo mỗi người, mỗi cá nhân, mỗi nhu cầu khác nhau. Riêng Tuyết Nhung thì chắc chắn kênh của Tuyết Nhung sẽ không bao giờ bán đâu. Một cô bé rất là vững tinh thần,
Và hiện tại thì kênh YouTube của Tuyết Nhung cũng đang phát triển từng ngày. Bên cạnh đó, ngoài kênh em ấy up về các sản phẩm âm nhạc thì hiện tại Tuyết Nhung còn một cái kênh mới thành lập, đó chính là em ấy chia sẻ các hoạt động thường ngày của mình, thường gọi là kênh vlog đó mọi người. Thì mọi người hãy cùng vào kênh của Tuyết Nhung Vlog để xem và ủng hộ cho Tuyết Nhung nhé, để em ấy có động lực làm những video khác đăng lên để mọi người cùng thưởng thức giải trí nhé. Ngay cả như là cái kênh của mình cũng vậy, lâu lâu cũng sẽ có một cái vài tin nhắn của một bạn nào đó nhắn là hỏi mình có nhu cầu bán kênh hay không. Thì thông thường nếu mà chúng ta cần tiền hoặc là chán để xây dựng một kênh YouTube thì chúng ta mới bán để kiếm một số vốn. Nhưng mà hiện tại thì kênh YouTube của mình cũng đang hoạt động rất là bình thường, và mình cũng đặc biệt yêu mến các bạn đàn gà con, nên mong muốn chia sẻ nhiều điều tốt đẹp của các bạn ấy đến cho ông bà cô chú, anh chị em chúng ta cùng biết. Kế đến, mình xin cập nhật tin tức của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Mới đây thì ca sĩ Mạnh Quỳnh sau khi kết thúc show ở tại Hà Nội thì anh hiện tại đã có mặt ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Nam ca sĩ chia sẻ, tạm biệt Hà Nội, hẹn sớm trở lại cùng khán giả thân thương một ngày không xa. Chỉ còn 2 đêm diễn là 31 tháng 5 tại thành phố Hoa Phượng Đỏ là Hải Phòng và ngày 1 tháng 6 tại phòng trà quen thuộc Đồng Dao Sài Gòn để kết thúc chuyến lưu diễn của Mạnh Quỳnh ở quê nhà. Mến chúc muôn nhà những ngày cuối tháng 5 thật nhiều niềm vui và bình an. Mến Mạnh Quỳnh. Vậy là ca sĩ Mạnh Quỳnh vừa trải qua hai show diễn thành công. Rất nhiều fan hâm mộ đã đến xem cũng như gặp gỡ lại anh sau bao ngày xa cách. Thì thực ra mỗi một tháng được về quê hương tham gia đến tận 4 show diễn như vậy đối với nam ca sĩ Mạnh Quỳnh là một điều rất là vinh hạnh, cũng như anh luôn cố gắng cống hiến tiếng hát lời ca của mình cho fan hâm mộ. Chỉ còn 2 show diễn nữa thôi thì ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng sẽ phải nói lời chia tay với fan hâm mộ để trở về Mỹ, nơi mà gia đình anh đang sinh sống. Hiện tại thì 2 show ở tại thành phố Hải Phòng và ở tại phòng trà Đồng Dao cũng đang được lượng fan hâm mộ đông đảo của ca sĩ Mạnh Quỳnh đón nhận khá nhiều. Bên cạnh đó, sau khi chia sẻ đôi dòng khi đã hoàn thành 2 show diễn, chỉ còn 2 show nữa mà thôi, thì nhiều khán giả để lại bình luận là trên cả tuyệt vời. Chúc mừng em trai và ca sĩ Tố My, 2 show diễn thành công tốt đẹp. Khán giả hâm mộ luôn dành tình cảm yêu thương cho Mạnh Quỳnh. Chúc cho 2 show diễn còn lại thành công rực rỡ nữa nhé. Anh trai hãy giữ gìn sức khỏe để chạy thật nhiều show nhé.